Trong chuyến du lịch tuần trăng mật ở Hawaii, Elizabeth Webster và Alexander Burke sống tại California, Mỹ đã đăng ký tham gia dịch vụ lặn với ống thở của công ty Salt Mayu. À, thế nhưng hai du khách này suy chết chỉ vì bị công ty du lịch bỏ rơi giữa biển. Webster và Alexander đều có kinh nghiệm với bộ môn dưới nước và đã mua sẵn vé cho cuộc du ngoạn đến Lanai, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây của Maui. Sau khi tàu đến địa điểm lặn, thuyền trưởng thông báo cho mọi người sẽ có một giờ để khám phá trước khi chuyển đến nơi khác. Theo đơn khiếu nại, cả hai du khách cho biết họ không được đưa ra lời khuyên nào về thời gian quay lại cụ thể, cách trở về thuyền hoặc phải làm gì khi gặp tình huống khẩn cấp. Ban đầu, cặp vợ chồng người California chỉ lặn ở vùng nước yên tĩnh và trong vắt. Nhưng mà khu vực này bất ngờ trở nên hỗn loạn, sóng đánh mạnh hơn. Họ cố gắng bơi về phía chiếc tàu, nhưng nó đã bắt đầu khởi hành để sang điểm tiếp theo. Bị bỏ lại giữa biển, Cả hai tiếp tục bơi theo con thuyền, phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng không được hồi âm. Cuối cùng, họ dạt vào bờ biển Lanai trong tình trạng kiệt sức và mất nước. Khi Wester gọi điện, cả đoàn vẫn không nhận ra có hành khách mất tích trong chuyến tham quan. Và cả hai đang kiện công ty điều hành tour du lịch và yêu cầu bồi thường 5 triệu đô la Mỹ cho những tổn thương về mặt tinh thần.